Theo kết quả mới được công bố, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu danh sách bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2020, đồng nghĩa với việc trở thành vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất. Với số phiếu 534, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã vượt qua một loạt các vận động viên ấn tượng khác như Nguyễn Văn Đương môn boxing, Nguyễn Thị Oanh và Lê Tú Trinh điền kinh, Thạch Kim Tuấn môn cử tạ, hay Kỳ Ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Đây là kết quả khá bất ngờ khi dù có được danh hiệu quả bóng vàng và chức vô địch cúp quốc gia, nhưng Văn Quyết và câu lạc bộ Hà Nội đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch V-League. Ở hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, chiến thắng thuộc về huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của câu lạc bộ Viettel. Đây là kết quả xứng đáng khi chiến lược gia này đã giúp đội bóng quân đội giành chức vô địch quốc gia sau nhiều năm chờ đợi.